bác Hải nhớ nhé. Và kính thưa quý vị, sau đây Thành xin được hân hạnh để giới thiệu đến quý vị một em 14 tuổi từ San Jose đến đây ngày hôm nay, và cái đàn guitar sẽ đánh cho quý vị một nhạc phẩm rất là hay. Thành xin được hân hạnh để giới thiệu đến quý vị em Derek Nguyễn. Rồi, con ngồi đây. Bắt tay chú Việt, bắt tay cô Mai nhé. Giờ con ngồi đây, con trước hết đó, con chào quý vị đài SBTN. Chào quý vị. Nó ít quá. Thành nhân thảo nào đánh guitar không à, không có hát phải không? Con học guitar bao lâu rồi? Dạ con học lúc con 9 tuổi. Mà bây giờ con 14. Dạ. Tức là con học được 5 năm. Dạ. Yes. Và con 5 năm mà con đánh như vậy là rất là hay. Học trường lớp mấy? Là con học trường lớp 9. Giỏi không? Dạ. Bao nhiêu chữ A, bao nhiêu chữ B? Toàn A không phải không? Sao con cười kỳ vậy? All A? Dạ. All A? Yeah. Really? Dạ. Yeah. That's what I mean. Toàn chữ A là như vậy nè. Ờ, dạ. Ok. Đánh đàn là một cái, it's a hobby, right? Dạ, yeah, hobby. Đi học quan trọng hơn. When you grow up, after you finish school, become a doctor, you make more money than playing the guitar. Trust me. Ok. So, go to school, ok? Don't miss school. Now, are you ready? Yes. Kính thưa quý vị, Thành xin được hân hạnh để giới thiệu đến quý vị bé Derek Nguyễn. Come on! Is it okay now? Let's go! Thank you.
Nữa xin kính mời quý vị đừng rời máy, Thành sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Xin cảm ơn quý vị. Oh!